Vinh. Bố ơi, bố ơi, con cởi áo, con đi tắm. Ôi trời ơi. Ra hỏi mẹ. Ra hỏi mẹ, mẹ có cho không đi đi tắm. Ra hỏi mẹ, ra bảo mẹ đi, ra bảo mẹ cho. Ôi trời ơi. Ra bảo mẹ. Bạn Vinh, bạn cởi áo luôn đây. Thôi tí ăn xong thì bố cho em tắm nhá. Không, bây giờ chưa tắm được, bây giờ nước này sâu lắm, xuống ngập đầu đấy. Anh mới đứng mưa. Đấy, lại mưa rồi đây này. Anh đứng mưa đâu, anh thì mới đứng mưa được thôi, còn bên kia không đứng mưa được. Anh đi hẹp tại chứ. Anh đứng lại hút, hút tay xuống đây này. Bạn Vinh với bạn Tít, hai bạn đang chơi xích đu. Bạn thích không? Được hôm mưa gió, bố con nhà bạn Xuân Vinh kéo nhau đi. Rơi mũ rồi. Ê, tí bố nhặt cho. Villa Ba Vì. Buổi tối ha, ba bố con đang đi dạo. Ông anh chơi, ông em cũng phải đánh đu. Đừng có cắm chân xuống bẩn. Một ngày đi du lịch của Xuân Vinh vui vẻ. Một ngày đi du lịch của Xuân Vinh. Vinh lúc nào cho vui vẻ. Mệt kìa. Mưa rồi đấy Vinh ơi. Đi về đi tắm đi, đi về đi bơi đi. Đi bơi đi. Bơi đi con. Con nhảy đi. Bơi đi con. Bơi nước con. Con xuống à? Xuống. Đi nhập à? Con vào dép. Dốc trượt đấy. Bảo mẹ. Bạn Vinh, bạn cởi áo luôn đây. Trời ơi. Bạn. Ra bảo mẹ mặc áo cho, bảo mẹ cho mặc áo bơi. Thôi tí ăn xong thì bố cho em tắm nhá. Con đi tắm mà. Không, bây giờ chưa tắm được, bây giờ nước này sâu lắm, xuống ngập đầu đấy. Anh mới đứng mưa. Đấy, lại mưa rồi đây này. Anh đứng mưa đâu, anh thì mới đứng mưa được thôi, còn bên kia không đứng mưa được. Anh đi hẹp tại chứ. Hay là sau khi mà tắm xong, bạn Vinh bạn lên bạn phấn khích bạn nhảy múa. Nhảy đi. Seri nhảy.
Điều mới. Nhảy nhưng vẫn xấu hổ. Thấy camera nó lia thì chạy trốn. Trốn đâu? Con ra nhảy tiếp đi. Thôi nha.